chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nhã Phương thú nhận với em gái đã thật sự yêu Vinh Hiển. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Nhã Phương gặp Vinh Hiển để nói chuyện về em gái của mình. Cô cho rằng vì Vinh Hiển mà Nhã Uyên đã học hành tốt hơn và tiến bộ hơn trong học tập. Thế nhưng cô đang nghĩ rằng đứa em mình đang ngộ nhận và đang yêu anh. Nhã Phương không muốn em gái mình phải lụy tình, nên muốn Vinh Hiển nhận ra một cách rõ ràng về tình yêu. Gần gũi giúp đỡ nhau là tốt, nhưng cô không muốn em mình buồn vì chuyện này. Vinh Hiển nói rằng anh không có tình cảm gì với Nhã Uyên. Hiện tại anh đang nhờ Chí Kiên giúp đỡ cho Nhã Uyên học tập tốt hơn. Nếu sau này ra trường cả hai vẫn còn quen biết nhau thì coi như là cái duyên, và Chí Kiên có thể quen Nhã Uyên. Còn không thì cả hai xem nhau như bạn bè, vì Chí Kiên là người rất tốt. Nhã Phương thấy Vinh Hiển nói như vậy thì cô rất vui và đồng ý với điều này. Có lẽ Nhã Phương cũng ghen khi thấy em gái mình lại có tình cảm với Vinh Hiển. Cũng vì sợ Nhã Uyên càng thêm hiểu lầm nên Vinh Hiển đã hẹn gặp cô ấy và nói ra tất cả. Vinh Hiển muốn Nhã Uyên học tập tốt nên luôn tạo điều kiện cho cô và dạy dỗ cô. Nhưng dạo gần đây anh bận rất nhiều công việc không thể nào giúp thêm nữa và sẽ nhờ Chí Kiên giúp đỡ. Anh khẳng định với cô thêm một lần nữa người anh đó chính là Nhã Phương, chị hai của Nhã Uyên. Vinh Hiển bảo rằng ban đầu đây là một bản hợp đồng hôn nhân thế, nhưng dần dần ở chung một phòng, ở chung một bộ không khí, anh đã yêu Nhã Phương từ lúc nào không hay biết. Với tính cách của Nhã Phương luôn yêu thương quan tâm người khác và dịu dàng, ánh mắt rất dễ thương đã khiến cho anh si mê từ lúc nào. Khỏi phải nói những lời đó làm cho Nhã Uyên vô cùng buồn. Trước giờ Nhã Uyên chỉ nghĩ rằng chị gái và Vinh Hiển quen nhau chỉ vì làm cho ông ngoại vui lòng. Chuyện đám cưới sẽ kết thúc khi ông ngoại không còn nữa, và cô sẽ có cơ hội quen Vinh Hiển. Dù được Vinh Hiển giải thích rõ ràng nhưng Nhã Uyên vẫn không chấp nhận điều này, cô quyết định gặp chị hai của mình. Nhã Uyên muốn hỏi chị hai một lần nữa rằng có thích anh Hiển hay không, thì đó chỉ là bản hợp đồng với nhau mà thôi. Ban đầu Nhã Phương rất ngại để coi trả lời câu hỏi này, nhưng sau đó cô thú nhận rằng cũng có tình cảm với Vinh Hiển. Nhã Phương khuyên em gái nên học tập cho thật tốt, và còn rất nhiều người con trai tốt để cô lựa chọn. Nhã Phương nói rằng tình yêu là thứ không thể nhường nhịn hay chia sẻ, do nó xuất phát từ người này với người kia, vì vậy không thể nào ép buộc được. Nhã Phương nói rằng Nhã Uyên đừng nên buồn nữa, hãy nhìn vào tương lai của mình. Đừng mãi ôm mộng yêu đương với Vinh Hiển, mà quên đi học tập. Liệu rồi Nhã Phương sau khi khuyên em gái có được em gái đồng ý, sau ngày hôm nay tình cảm của Nhã Uyên dành cho Vinh Hiển sẽ như thế nào? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.